Kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày đầu tuần, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có những nơi mưa to đến rất to với lượng mưa có thể vượt trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió rất mạnh. Quý vị nếu có kế hoạch du lịch trên vùng núi thì cần lưu ý mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Còn tại vùng trũng thấp dễ có tình trạng ngập úng. Ngược trở ra về phía Bắc, thời gian này, những đồi chè ở Mộc Châu có búp non đâm chồi, mang màu xanh mới đầy sức sống. Du khách tới đây thì có thể rong ruổi trên xe máy qua những ngọn đồi, chiêm ngưỡng khung cảnh thu hoạch chè đầy nhộn nhịp. Và thú vị hơn cả, quý vị có thể mượn giỏ của nông dân để chụp hình và thử hái chè. Trong 3 ngày tới, thời tiết sẽ có nắng đẹp vào buổi sáng. Quý vị có thể thỏa sức tới đồi chè, ngắm cảnh bình minh nên thơ. Và nhiệt độ cao nhất buổi trưa sẽ trong khoảng là từ 27 đến 29 độ. Về chiều tối thì ngày nào trời cũng sẽ đều có thể xuất hiện mưa dông. Ở thành phố biển Nha Trang trong 3 ngày tới, nắng từ sáng cho tới chiều, nhiệt độ cao nhất sẽ là 34 độ. Chỉ có chiều của ngày thứ hai dự báo là sẽ có mưa dông. Và tại đây, Viện Hải Dương Học Nha Trang là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách. Nơi đây có các khu vực nhà kính và bể ngoài trời để thuần hóa và nuôi dưỡng các loài sinh vật biển, được ví như là một thủy cung thu nhỏ vậy. Gió mùa Tây Nam sẽ tiếp tục gây mưa dông vào chiều tối thứ hai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Cục bộ có những nơi mưa to đến rất to với lượng mưa có thể vượt trên 80mm. Quý vị vẫn cần phải đề phòng với dông sét, gió giật đi kèm trong cơn dông. Bên cạnh đó, lũ quét, sạt lở, ngập úng cũng có thể xảy ra do mưa lớn cục bộ. Tại tỉnh Bạc Liêu, một địa điểm rất hấp dẫn với du khách đó chính là cánh đồng quạt gió. Nơi đây thì được ví như là cánh đồng trong trống khổng lồ. Tản bộ trên cây cầu giữa biển, ngắm những chiếc quạt gió khi mà bình minh hay là hoàng hôn thì sẽ đều là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Và trong cả 3 ngày tới, thời điểm thuận lợi nhất cho du khách tới tham quan cánh đồng quạt gió là từ sáng cho tới trưa khi mà trời tạnh ráo, nắng mây đan xen. Còn về chiều tối, ngày nào dự báo cũng sẽ đều có mưa dông, gió mạnh. Và kết thúc bản tin sẽ là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.